ra một chiều rất thâm sâu ở Jerusalem hôm ấy. Quân giữ gầy gốc giáo gươm dọn dẹp lối đi. Và người dân chen nhau nhìn xem một người mang áng chết treo trên đôi cánh về. Kìa người đó đồn rồi nát thân mình, một thân rơi nhọc nhằn chân đường. Ở nơi chán một phong máu gai hằn nhọn đớn đau. Và ngài mang thanh giá nặng vai với bao những nỗi oan khiến con người gánh cho. Chúa đi qua
Chúa con chung, tôi thấy nhớ.